Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Thầy phong thủy mách 5 việc cần làm để hút nhiều tài lộc trong năm mới. Dưới góc nhìn phong thủy 2018, tài lộc tăng giảm đều có mối liên hệ chặt chẽ với vấn đề khí ở môi trường xung quanh. Việc sắp xếp đồ đạc trong nhà có thể tạo nên hoặc phá vỡ năng lượng, cả năng lượng tích cực và tiêu cực. Một ngôi nhà đầy rẫy những vận dụng không dùng đến, cản trở đến khí luân chuyển, khiến nó ứ động, tác động xấu đến sự may mắn của chủ nhà. Bởi vậy, bí quyết phong thủy chiêu tài chính là chú trọng đến những yếu tố ngay xung quanh bạn, chứ không phải nghĩ tới cái gì quá xa vời. Theo chuyên gia phong thủy nổi tiếng Philippines Han Xu, rằng năm mới sẽ có 5 việc bạn cần phải hết sức lưu ý để hạn chế tối đa việc thất thoát khí tốt ra khỏi nhà, đảm bảo đường tài lộc không những không giảm sút mà còn càng ngày càng thịnh vượng. Cùng Lịch Ngày Tốt tìm hiểu ngay sau đây nhé! 1. Vứt bỏ những đồ vật bị vỡ hoặc nứt. Tích trữ nhiều đồ vật cũ bị vỡ, nứt hoặc là không dùng đến trong nhà sẽ ngăn chặn được nguồn năng lượng mới đi vào ngôi nhà. Nó sẽ tích tụ thêm những khí độc, ứ tắc và đình trệ, ngăn cản nguồn tài lộc đến với gia chủ. Một căn phòng chứa những đồ vật như gương bị nứt, bóng đèn cháy, hỏng thì đều không tốt. Do gương phản ánh khí, các vết nứt trong gương sẽ tác động đến bạn cách nhìn cuộc sống ra sao. Mặt khác, bóng đèn chưa được thay sẽ khiến cho căn phòng bị tối đi. Và một căn phòng không có đủ ánh sáng thì có thể ảnh hưởng đến cách nhìn của bạn về tương lai. Cải thiện độ sáng trong mỗi căn phòng có thể sẽ giúp thu hút tài lộc. Nó giúp mở ra một không gian cho các cơ hội. 2. Sửa ngay đồ vật bị hỏng hóc trong nhà. Theo chuyên gia Han, thủy, nước là yếu tố ảnh hưởng đến cảm xúc của con người. Quá nhiều nước có thể dẫn đến sự hỗn loạn về cảm xúc hoặc là gây ra sự nấm mốc trong căn nhà, cũng khiến cho bạn phải tốn đi một khoản. Nhưng trái lại, nếu nước là dấu hiệu cho thấy bạn khan hiếm về tiền bạc. Vì thế, gặp phải bất cứ vấn đề gì với nước thì bạn cũng cần phải xử lý càng nhanh càng tốt để ngăn chặn sự thay đổi tiêu cực về cảm xúc do những yếu tố quyết định không hay về tài chính. Nước bị rò rỉ cho thấy tiền của bạn đang bị rò rỉ. Vì thế, nếu vòi nước, ống nước đang bị rỉ nước, nứt, vỡ thì phải sửa chữa ngay lập tức. Chậm chế trong việc này thì sẽ cho thấy rằng bạn chưa sẵn sàng để đón nhận những may mắn trong cuộc sống. 3. Chú trọng dọn dẹp lối vào nhà thông thoáng sạch sẽ. Trong phong thủy, cửa ra vào trước nhà rất quan trọng. Đây là các con đường chính dẫn khí vào nhà, vì thế lối vào nhà cần phải thông thoáng, từ đó đón nguồn năng lượng mới tốt vào trong nhà. Tốt nhất, hãy giữ cho mọi lối đi dẫn đến cửa chính thật sạch sẽ và thoáng đãng, không có bất kỳ vật cản nào. Cũng tránh đối mặt một chiếc gương để đối diện với cửa ra vào, vì nó sẽ tạo ra cho bạn khí bị đẩy ra bên ngoài nếu đặt cầu thang trong một căn phòng chật hẹp bị ép năng lượng bật ra ngoài. Chuyên gia Han còn cho biết, ở bên ngoài, nếu trước cửa có nắm tay bẩn, sơn đã phai màu hoặc là có tác dụng phụ kiện gì bị han rỉ thì cũng đều không tốt cho việc đón năng lượng vào nhà. 4. Bài trí không gian sống tươi đẹp, tràn đầy năng lượng. Mọi thứ đều tuân theo quy luật thật hấp dẫn, nhưng năng lượng tốt thì chỉ đi vào những không gian hấp dẫn. Nếu những không gian này không có bầu không khí tích cực thì nó sẽ tìm đường thoát ra. Vì thế, chuyên gia phong thủy Han nhấn mạnh rằng bạn hãy đảm bảo đó là ngôi nhà mà bạn thực sự yêu quý. Nếu bạn thích dành thời gian ở đó, khí tốt sẽ được hút vào và nó sẽ lan tỏa đi toàn bộ không gian sống của bạn. Ngoài ra, ngôi nhà phải là nơi khiến cho bạn cảm thấy thoải mái. Nó nên chứa những đồ đạc phù hợp và hữu ích cho bạn, không cần lúc nào cũng là đồ mới nhưng là phải có công năng lượng để sử dụng. Nếu bạn trồng cây, hãy giữ cho chúng thật tươi tốt để tăng tài lộc. Cây úa vàng hay là đã chết là biểu hiện của nguồn năng lượng tiêu cực. Ngoài cây cối, thực phẩm cũng là dấu hiệu của sự thịnh vượng. Những đồ hộp thức ăn đã bị vỡ, bị dở, bị lấm mốc hoặc là đã hết hạn trong tủ lạnh thì nên được vứt vào thùng rác. Giữ lại chúng không chỉ có hại cho sức khỏe về mặt thể chất mà còn có tác dụng tiêu cực tới vận may tài lộc của bạn. Ngoài ra, bếp ăn tượng trưng cho khả năng nuôi sống con người. Vì thế hãy giữ cho bếp được nấu thật sạch sẽ, các đầu đốt thông thoáng, hoạt động tốt để không gian ăn uống luôn ấm áp và hiệu quả. Cuối cùng, cửa sổ bám bụi và những đồ dùng không dùng đến hoặc là không ăn nhập với nhau sẽ làm cản trở tầm nhìn của bạn, là nguồn cội của sự lãng phí, cản trở cuộc sống tiến về phía trước.
Vì thế, hãy luôn luôn đảm bảo rằng cửa sổ được lau sạch sẽ và loại bỏ những đồ dùng thiếu phù hợp nói trên. 5. Đóng lại những lỗ hổng không cần thiết. Có lẽ bạn không để ý, nhưng việc để những lỗ hổng không cần thiết như quá nhiều cửa sổ, để cửa chính mở cả ngày hay là không đậy đậy nắp bồn công, sẽ khiến cho nguồn năng lượng trong nhà bị thất thoát, nó khiến cho dòng khí nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc nào cũng để cửa chính khép hờ cũng khiến cho năng lượng thoát ra ngoài trời. Đồng thời, nó khiến cho năng lượng sống bị chuyển sang những căn phòng khác. Vì thế, vào buổi chiều, khi mà hầu hết mọi người đều đã về nhà thì nên đóng hết cửa chính lại. Bạn cũng cần phải lưu ý đóng nắp bồn cầu. Để nắp bồn cầu dựng lên sẽ hút nhiều một nguồn năng lượng lớn. Ngoài ra, những khí độc trong hệ thống cống ở bên dưới sẽ theo đường nắp này mà xâm nhập vào phòng tắm và gây ảnh hưởng không tốt cho gia chủ. Bạn có biết không đóng nắp bồn cầu là một trong năm lỗi phong thủy nhà ở khiến cho vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh? Trên đây là những lưu ý đến việc sắp xếp đồ đạc và không gian sống mà chuyên gia phong thủy Hàn gợi ý để tăng cường yếu tố phong thủy trong ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, cũng theo chuyên gia Hàn, nguồn năng lượng tích cực không chỉ nằm ở không gian mà còn nằm sâu bên trong mỗi con người. Để lan tỏa khí tốt và giữ lại tài lộc, hãy cho đi và đừng bao giờ mong nhận lại. Hãy làm việc tốt một cách thật tâm nhất, biết ơn những người, những điều may mắn đến với ta. Những cơ hội xảy đến với mình, thậm chí là ngay khi một ngày mới bắt đầu. Đó không chỉ là cách sống tích cực mà còn là bí quyết để thịnh vượng luôn ở lại trong gia đình bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau.